Full set hồng luôn. Woo. Đẹp ghê. Chúng tao em luôn nha. Chúng tao quá em. Đúng rồi. À. Hello mọi người. Hôm nay mình đi khai trương con Go 11. Dự định của tụi mình là sẽ đi biển, ngắm biển đồ chơi, nghỉ ngơi ăn uống rồi về. Thì nó cũng giống như cái tour Roda 72 lần trước thôi. Mà hôm nay đi có thầy mình nữa, anh Minh với lại bà anh em thôi. Đi rất là xuống kia rủ mấy đứa em dưới Vũng Tàu với Bà Rịa ra chơi. Anh em mình tới đường dẫn cao tốc rồi. Khả năng là chiều về kẹt xe. Giờ thấy đông vậy. Vô mấy chỗ bò sữa mà cũng được. Vô mấy chỗ bò sữa à. Uống sữa đi. Lấy một bình sữa. Sữa bình thường á. Sữa tươi á. Dạ, sữa. Ban ngày đi về đàn không sao chứ ban đêm đi là dễ có content lắm anh em. Nít Vinh nha anh em. Nít đó nhiều khi nhỏ hơn Vinh nữa. Wow, kẹt xe đông ghê. Thôi đừng về mọi người, về đông quá. Giờ tụi mình xuống. Tối chắc trễ trễ mới về quá. Giờ về sớm kẹt xe nữa. Đi nó cũng không có về sớm được mà nó mệt thêm nữa. Em lên mình ngắt mấy dịch rồi nha nè. Ông thầy đeo mày rồi chứ. Ngoắc mày dịch đồn ra đây. Idol đứng nhà thờ nhìn quá trời luôn. Nó đang rồi không quắt nó được rồi.
sợ đâu quá. Chắc chắc ghế cũng sửa đâu quá. Giờ đó 1, 2, 3 là đâm qua luôn nè. Không đâm qua chi được quá, đâm qua lỗ có được chạy cái mẹ nữa. Tí nó bố dưới rồi thấy mẹ luôn. Nó chạy đi đó, nó mới bắt này á, bắt này 250 chứ mới bắt này á. Mình lên á, đợi mình lên đợi cái phải đợi mình lên đợi cái đợi cái không em anh. Ừ. À cần quá. Có nên chạy không ta? Mấy ảnh sàn sàn ở phía trước hoài à. Chạy luôn rồi, chạy lên luôn. Nói mình đi. Rồi anh em quyết định là chạy luôn. Tụi mình đã đến ngay chỗ cổng chào Bà Rịa rồi. Anh Cành Long Hương. Giờ anh em mình đi từ từ đợi mấy anh cu kia ra. Hai anh cu 72 Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu 19 cây. No, tụi mình sẽ không đi Vũng Tàu. Hành chính Bà Rịa.
đổ xăng cái. Ghê đấy, ghê đấy. Không nói em chen hả? Hả? Đây bên anh. Không nói em chen hả? Không nói em chen là buồn rồi, buồn rồi. Sao làm full set hồng luôn. Ngoái đầu lại nhìn liền. Cao quá nha, cao quá nha. Ê, Facebook là cái gì á? Tiếp tài á? Nửa mọi. Xin giật lại. Em ơi, anh này xin Facebook em nè. Cần số mà nó chưa chỉnh nó lỡ số hoài à. Để tăng cho nó cao cao lên xíu. Đạp cho nó dứt khoát. Núi quá trời núi luôn. Ghen nhìn nhớ quá ấy. Anh đi nó qua đây gần tụi mình đi từ Sài Gòn xuống á chứ qua đây đi có tẹo chứ mày, tầm 30 cây à. Giờ tụi mình chuẩn bị ghé vô đèo nước ngọt chơi tí. Chỗ này có cái ổ gà bự, mọi người đi cẩn thận nha. Ôm hố hố là ra ngoài đó. Trời đẹp quá mày. Ủa em tưởng anh đi sáng rồi chứ. Không, giờ tụi em mới lên mà. Giờ mới từ Sài Gòn chạy lên nè. Ghé đây chơi tí. Thầy bảo là xe bị kẹt ra nên thầy thích nè. Thôi rước mà. Con mẹ. Đi lên trên trên kia đứng kìa. Đẹp đẹp đẹp. Tắm biển đi. Ờ đi tắm biển đi. Tắm biển đi. Ờ đi tắm biển mẹ tự nhiên không mà về. Đi
biển Vũng Tàu tắm qua đây tắm. Đó đây, anh đang bên đèo nước ngọt nè. Bánh lộn. Ok ok. Đang bên đèo nước ngọt chứ đi đâu? Giờ chạy đi đâu? À, giờ ấy là anh muốn chạy đi đâu? Kiếm hình nè. Bây giờ đi kiếm chỗ. Ê ê ê, đừng có nhìn, đừng có nhìn. Ai cho nhìn? Thơm quá. Trời ơi, thơm thiệt. Em thơm đi. Thơm, có chuyện quên cái thơm. Ai kẹt kẹt không ra. Rồi đủ quá rồi. Kêu cái cạch luôn rồi. Kêu cái cạch luôn. Rồi 35 triệu đi em trai. Vậy giờ đi qua ấy hả? Qua kia hả? Qua bên miếng miếng nước. À qua bên một cô mà đổ đó mày uống nước bên đó. Ở cây đó. À rồi ngồi quán cà phê, có quán cà phê mà. Có quán cà phê mình qua đám uống cà phê trong một tí nữa là mình đi ăn luôn. Về Phước Hải ăn hả? Ừ. Ôi trời ơi, cô này, quá cô này. Ê, luôn. Đi cái anh, đi tụi em đi kiếm quán cà phê ngồi chứ. Tí đi. Không, giờ đi qua mộ cô nè. Ở trên này, tí tối. Tối qua Phước Hải ăn uống rồi về. Rồi, ok, ba anh em nha. Ok, cảm ơn anh. Quay đầu qua kia đi luôn. Cô 11 cho đáng chứ. Tối qua có quay mẹ được đâu. Bỏ lại tội hiểu không? Con nít coi mới lớn mà hồn tội. Bỏ lại giận á. Má nhìn đây như Campuchia vậy á. Nhìn mấy này giống mấy cái casino á. Bắt đầu này giống mấy chỗ này chạy chưa. Cái trời mà đụng đứng ở đây mình chơi á. Đồng đỉ hả? Anh đi tí tụi nó quay tao với mày về, tí tụi nó ghét gạt ngày anh ba sinh ra. Đừng bình tĩnh. Hello anh em, chào bạn đến với kênh Gia Khải Vlog. Ổn lại.
cái cù quá xuống. Qua đèo kiếm thêm tấm hình nữa. Thôi nín giùm mày, thôi nín giùm mày. Dưới loại độ quá trời luôn. Trời, anh em mình vô Phước Hải ăn uống cà phê cái này kéo quá trời kéo. Mày nắng quá chịu hết nổi rồi. Tour này dài vãi. Giờ anh em mình bắt đầu đi từ Phước Hải qua Vũng Tàu. Chứ tụi mình không có ăn ở Phước Hải như dự định nữa. Đổi chỗ, đổi chỗ. Tụi mình định đón hoàng hôn nhưng mà trời sập tối rồi, mà không thấy mặt trời đâu hết á. Nên là bây giờ về Vũng Tàu ăn uống xong rồi tối tụi mình về Sài Gòn. Kết thúc 2 ngày đi tour. Tới Vũng Tàu rồi. Tàng hình, tàng hình. Đổ xăng Vũng Tàu nha anh em. 50 coi. Mở rồi. Mở rồi hả? Mở lên. Đổ rồi. Nhìn là biết đang ở đâu rồi ha. Đang đâu đây? Mình đang ở đâu đây? Alo. À, Vũng Tàu em Dung. Em không bạn? Alo, em. Em Du. Vũng
Tàu sao? Vũng Tàu sao? Em du. Đi thôi, đi ăn thôi. Đó. Đèn lưu. Mâm xô nít đèn hoàng. Dạ Vin, dạ Vin. AB. Nó sơn máy đỉnh. Giờ anh em mình sẽ đi ăn. Chắc là đi ăn ốc. Ốc tự nhiên thì phải. Hai này nó mới mắc mình, có nên chơi nó không mấy bạn? Giờ sao mấy bạn, có nên đâu chơi nó không? Mắc đi mày. Mắc đi mày. Chúng tàu em ro. Em ro. Chúng tàu em ro nha. Chúng tàu quá em. Sẽ đi ăn ốc. Sao mà không thấy á? Hello anh em, ngày hôm nay muốn tâm sự với anh em là hôm nay đi Vũng Tàu em ru nha anh em. Tại em nãy em không? Em sao không bé? Anh thầy em không? Dẹp xe rồi nó mới em. Đâu rồi? Hôm nay thầy em ở đài, thầy Minh kêu 3 giờ không có khách nên đóng cửa đi đi chơi. Thầy Minh cho ý kiến đó thầy Minh. Gia đình thầy Minh nè. Đó, gia đình thầy Minh nè, thấy không anh em? Anh em mà quay vlog ngày mai anh em mình có kênh YouTube 1 triệu lượt sub, 1 triệu lượt view nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh theo dõi của Gia Khải Vlog. Bye bye anh em. Rồi. Gì vậy? Món. Bây giờ đừng gọi tài. Ok. Mai 10 giờ cà phê nha. Vũng Tàu em ru nha mọi người. Vậy đâu? Giờ đi uống cà phê. Rồi anh Minh về. Đó. Gia đình anh Minh về. Rồi đi đi. Bây giờ người ta đâm mày á. Sẽ dẫn anh em ra khỏi thành phố Vũng Tàu. Xong rồi anh ấy đi về. Nghe nói tình hình ở đây buổi tối cũng khá căng thẳng. Nên là muốn chắc thì cứ để có người địa phương dẫn.
giờ đi đâu vậy? Về Sài Gòn hả? Có đi dạo Bà Rịa chơi. À, giờ tụi tôi vô, tụi tôi đi Long Hải đó không anh? Sao mà mới về? Tháng 5 đúng không? Hả? Tháng 5 đúng không? Vinh, 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 Vinh. Chú thấy cơ, hôm trên hội tôi lên mà. À, vậy hả? Hôm nhiều thấy, hôm nhiều thấy chạy này nè, mà dưới đâu kịp đâu. Ờ, à, bây giờ đi qua Long Hải đó không anh, xong về thẳng Sài Gòn luôn. Đi hôm qua giờ á. À, hồi chiều á là có qua Long Hải rồi, thấy có hai chiếc, cái này chiếc cái đẹp đi trước. Chạy ơi, tranh thủ với trẻ có còn ở dưới đây căng á. Ờ, à, đi nha. À, người quen, người quen. Anh em nhận ra. Dẫn anh em qua tới Long Hải rồi. Một xíu nữa về giờ á. Không có cái chợ sáng là ăn vô cái cột đó rồi. Về đi em, về đi em. Rồi anh đi về rồi, giờ bố anh em mình ba xe đi về Sài Gòn. Đây luôn nha anh. Vui phết. Tính ra có duyên á, gặp bạn nó mấy lần luôn, từ lúc đi lúc về luôn. Rồi xăng cộ rồi xong hết rồi. Giờ anh em mình chỉ việc chạy thẳng về Sài Gòn thôi, không có ghé đâu nữa. Đi bao nhiêu về bấy nhiêu nha. Nếp gió quá nè.
Nữa không, nữa không? Nữa không? Muốn chết chơi. Để quay đây cháu cháu nè. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Rồi về tới đường dẫn cao tốc rồi nha anh em. Tới đây là thấy gần tới nhà rồi. Yeah. Chị chỉ gì chả nó biết. Giờ về gặp nữa. Ê ê, lại cầu nay ngồi đợi tiếp tí nữa tới. Đứng đèn, đứng đèn. Về tới cổng 11 rồi. Rồi tới đây qua khỏi Suối Tiên là mạnh ai đấy về luôn. Về luôn anh Minh. Về anh Minh, bà anh Minh. Rồi mấy anh em về rồi. Mình đi về thôi. Vẫn là thủ tục như mọi khi. Đến đêm hẹn xong rồi ai về nhà nấy thôi. Về chứ làng sàn rồi về gần tới nhà cũng 1 giờ đó mọi người. Về nhà mình nữa chắc thêm nửa tiếng nữa. Những cuối tuần này không biết là về trễ gì trong thành phố ổn không? Thường về sáng sớm luôn, không về giờ này. Về giấc này hơi ghê. Thì
cái vlog hôm nay á, chủ yếu là xoay quanh những cái nội dung mà anh em mình đi chơi là hoạt động này kia, chứ mình không có quay quá trình đi lại nhiều. Với một phần là mình cũng mệt á, tại mấy nay mình đi liên tục, mình dậy sớm thiếu ngủ á, nên là cái đầu mình nó không có lót kịp để nói chuyện với mọi người. Nhưng mà mong là mọi người sẽ enjoy cái clip này. Thi thoảng thì mình cũng phải thay đổi chút chứ, đâu có thể nào mà cứ cho mọi người coi chạy xe liên tục xong rồi làm này làm kia được. Thôi giờ cũng trễ rồi, mình sẽ phép về nha. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Cảm ơn đã xem vlog của mình. Bye bye.